Vào tháng 2, một đoạn clip giao dịch đặt cọc mua đất như mua rau đã gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Cơ quan chức năng đặt kiểm tra, xử phạt hành chính 100 triệu đồng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn địa ốc Nam Khương. Công ty Nam Khương do ông Vũ Văn Khương là chủ tịch công ty kiêm giám đốc. Theo Ủy ban dân quyền Lộc Ninh, công ty Nam Khương đã thực hiện hành vi vi phạm hình chính, kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản quy định tại điểm D điều 59 nghị định số 16 của chính phủ ngày 28 tháng 1 năm 2022 quy định xử phạt hành chính về xây dựng trước đó ngày 21 tháng 2 mạng xã hội xuất hiện clip ghi cảnh lãnh đạo và nhân viên một công ty bất động sản đang giành nhau gấp gáp chốt cọc đất cho khách hàng sự việc được cho là diễn ra tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước cơ quan chức năng khẳng định khu đất trong clip không phải là một dự án bất động sản mà là đất nông nghiệp được công ty nam khương mua lại và tự ý phân lô bán nền